ơi, gặp con bảo dân thuyền xa xa đầy thương tích. Con rồi thì đã ra tan theo bọt sóng lên đời. Suka, một cô gái xinh đẹp nhiều biến cố trong cuộc đời. Em hát rất là hay. Điều đặc biệt là em rất là thương mẹ. Có người lại cho là em diễn, nhưng không đâu các bạn. Muốn biết có thật hay không thì xuống tận nhà em để hiểu hơn. Hãy xem và quan hỷ cho Suka. Cuộc đời Hồng Nhan đã khổ, mới có 34 tuổi thôi mà em đã như thế này rồi. Rồi còn nhiều tương lai phía trước. Một tiếng cười và hòa nhập với cuộc sống sẽ giúp em ổn định tinh thần trở lại. Và tiết lộ thêm cho quý khán giả cùng bà con một tin vui, Suka sắp nhận thêm một món quà lớn từ Mạnh Thường Quân tặng cho em ấy. Đúng mà, đúng mà. Trời đó. Rồi sao hả? Không đem để vô tủ luôn. Tại ở trong đồ nhiều quá vậy. Trời ơi. Rồi rồi nữa Mạnh Thường Quân người ta cho đồ nữa nhận không? Nhận nữa không? Hả? Vậy là nữa là Mạnh Thường Quân cho rồi để đâu nữa giờ? Mấy chị hả? Sao? Quá trời đồ luôn rồi nè, tại Mạnh Thường Quân yêu mến Suka nè. Rồi tính sao Suka, hay là ngưng nhận quần áo? Nhận cái tủ được rồi. Chứ bây giờ tủ không có, đồ có hoài. Biết để đâu. Không coi nhận mấy cái bọc đựng đồ được không? Không nhận bọc. Sao? Kéo nó được nha. Ok. Không, bây giờ bữa nay nào giờ không có vô ở trong phía trong thôi, quay thôi, giờ vô trong quay đi. Thấy gơi nè em. Vậy? Có đồ không? Để lấy cái đồ để hôm nào cái đã. Vậy hả? Có sao đâu. Ờ, quay quần đồ ở trong thôi. Quay trên đừng quay dưới. Rồi ok. Tôi quay trên không, tôi quay dưới. Trời ơi nè, mặc đồ như tôi thấm vậy trời. Ây dạ ha. Trời đó, đồ con lên đợi nó. Trời ơi. Ủa Suka không có ở ngủ trong phòng nè hả? Dạ không. Rồi đi ra. Ở trong có cái lỗ thông gió mát ha. Cái lỗ thông gió mát quá trời luôn nè. Ở đây đi chừng nữa em xếp lại. Rồi để nó đi. Đi đưa dâu được nè Suka. Dạ. Cái này là đi đưa dâu được nè. Cái này đi đám cưới em luôn ha. Dạ. Cái này người ta nói 24 tuổi với 34 tuổi gì trời. Nhìn trẻ khô à. Có chồng được rồi. Không gà kêu có chồng không khi nào chịu vậy. Bây giờ tới làm bánh rồi. Làm bánh hả? Chút xíu đi. Chưa, giờ này còn giấc trưa mà. Chị chiều đi. Không, thay đồ ra chị. Ờ bây giờ sẵn đang mặc cái bộ đồ đẹp vậy mình biểu diễn một tiết mục văn nghệ tặng khán giả đi. Tặng khán giả, tặng cái chị cho đồ nè. Tết trung thu đi, trung thu đi. Cảm ơn chị cho đồ. Ok không? Tết trung thu em đốt đèn đi chơi. Đồ này đi trung thu được nè. Tết trung thu hả? Rồi ôi cầm cái lồng đèn luôn ha, với cái kèn ha. Hỏi cái coi. Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng gần. Đèn ông sao với đèn ca chép, đèn đi nga với đèn bơm bơm. Em rước đèn này đến cùng trăng. Đèn xanh lơ với đèn tim tiên, đèn xanh lam với đèn trăng trắng. Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Cách chân cao dáng tròn xinh xinh, soi xứ trần ánh sáng dịu dàng. Gầm hàng tam bóng hằng trong sáng, em muốn ca vui đón chị Hằng. Tùng đinh đinh, cất tùng đinh đinh. Tùng đinh đinh, cất tùng đinh đinh. Em rước đèn này đến. Hết chà hả? Rồi, cầm cái kèn làm gì vậy? Thổi cái coi. Không có thổi kèn đó. Đâu thổi coi. Thử coi, mình đi trung thu mà. Đi trung thu rồi. Phải bài chuyên sau đây Suka xin hát một bài cháu lên ba. Lên ba cháu đi mau dâu. Cô thương cháu là cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ để mẹ trồng cây trái. Ba vào nhà mái ông bà vui cây cây. La 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 la. Nhẹ quá. Cháu lên ba cháu đi mau dâu. Cô thương cháu là cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhé để mẹ trồng cây trái. Bao giờ nhà mái ông bà vui cấy cày. La la la
Rồi thổi kèn coi. Thổi kèn theo điệu nhạc cháu Lâm Ba. Rồi. Không, thổi theo điệu nhạc cháu Lâm Ba rồi thử cho bà con coi coi. Cháu lên bà, cháu đi mau giao. Cô thương cháu là cháu không khóc nhè. Không khóc nhè để bà trong cây trời. Bà vào nhà mai, ông bà vui cấy cày. La 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 la. Cháu lên bà, cháu đi mau giao. Cô thương cháu là cháu không khóc nhè. Không khóc nhè để mẹ trong cây trời. Bà vào nhà mai, ông bà vui cấy cày. La 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 la. Dù gặp ơn khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều lộng nắng. Vùng về hỏi thăm anh mấy câu đi về đâu. Chờ sao đứng chờ, chờ sao đứng đợi. Đường tao mùa xuân lại biết em đang mong chờ. Tao về tao đi như mang theo niềm nhung nhớ. Chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi. Má em ứng hồng vì thèm thùng khi bên nhau. Trên sân ga chiều người đông những ai cũng là. Tình cờ gặp nhau ngỡ như mình quen qua. Chuyện gần chuyện xa mơ hay anh từ giá. Em chẳng còn tàu sao nỡ vô tình rời sân ga. Một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm. Dù gần thời gian không cho ta nhiều lưu luyến. Chuyện về tình yêu như sắc hoa mang màu nhớ. Dẫu cho hững hờ ước mơ vẫn chờ. Đường tao còn đây ta đã xa xa nhau rồi. Người chờ người đi ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm hót theo sương lạnh giá. Lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga. Hay quá. Ở đây tới khắp nhạc dạo. Tập trung vô nhạc dạo. Rồi có ai về chưa? Chưa. Hai tay lên. Cái trưa này chưa có đủ về phải không? Được ca. Chưa tới giờ. Chiều chiều tối á mày có. Trên sân ga chiều người đông những ai cũng là. Tình cờ gặp nhau ngỡ như mình quen qua. Chuyện gần chuyện xa mới hay anh từ giá. Em tránh con tàu sao nỡ vô tình rơi sân ga. Một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm. Dù gần thời gian không cho ta nhiều lưu luyến. Chuyện về tình yêu nhớ sắc hoa mang màu nhớ. Dẫu cho hững hờ ước mơ vẫn chờ. Đường tao còn đây ta đã xa xa nhau rồi. Người chờ người đi ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm hót heo sương lạnh giá. Lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga. Trời càng về khuya đêm hót heo sương lạnh giá. Lắng nghe tiếng còi tàu tìm về
trên sân ga. Hay quá. Nhảy rồi. Hay quá Suka ơi. Hôm nay mặc đồ đó đẹp không? Đẹp. Hả? Thích bây không? Giờ hai được hiến. Biết rồi, bây giờ ngồi nói chuyện xíu đây là mặc đồ đó thấy sao, thấy đẹp không? Thấy đẹp. Nửa đen đám cưới mặc đồ đó được không? Dạ được. Có ai mời chưa? Dạ chưa. Nửa làm đám nói mặc đồ đó được không? Thôi. Người ta kìa, người ta làm đám nói kìa. Người ta. Mình đi đám nói người ta được không? Dạ được. Chịu không? Chịu. Ừ. Xong rồi đó. Kéo xuống một chút. Rồi kính thưa quý vị thì hồi nãy giờ hát nhạc, bây giờ tới cái gu của Suka là hát vọng cổ nha. Gửi đến quý ông bà cô chú anh chị, nhất là những cô bác lớn tuổi thích vọng cổ. Cầu xin minh chứng cho con đất tàn bao tấm lòng, thế phải quên người yêu dấu. Ôi bao nhung nhớ mới không xa rời bóng hình ai. Lòng có quên sao càng thôi rồi tình yêu ơi, mãi cánh xa chim trời tung cánh bay, mộng mơ chớp trong tim này. Ôi đớn đau nào khi tình chia cắt, thà ta đừng quen biết nhau, ai ân chi bây giờ phụ nhau. Xin người hiểu cho lòng em dám đâu quên lời, tim đầy không sâu hình ai. Em chỉ muốn cho em sao quá yêu anh, đau xót trong lòng gặp mà làm chi, sao với quên đi bình hoa về đây. Đau đớn lòng nhìn nhau chơi từ anh hơi về mà vui sao giàu. Anh hãy quên đi nhắc làm gì, tình ta chỉ bấy nhiêu thôi, không còn chi nữa. Hứa tha cho em ơi người yêu ơi, nỗi oan ức này thôi đành vui trốn xuống đáy mộ. Mình ơi dẫu biết bèo hốt rồi, ta người gặp nhau để rồi chia biệt. Bởi đời em như chiếc thuyền đang đang gặp cơn sóng dữ. Trời biển còn nọ bão giông, mai rồi gió hình. Mai gặp cơn bão giông thuyền xa xa đầy thương tích, còn rồi thì đã ra tan theo bọt sóng lên đơn. Gái nhà nghèo yếu phải chấp nhận hy sinh. Mình ơi đời của em chỉ có anh là nơi nương tựa. Dẫu mẹ có thương không làm sao giữ được, vì gái lớn lên phải trả nợ ân tình. Thương nhau sao phải xa nhau muôn đời, thôi còn đâu tình trái ngang gì duyên kia. Thôi thôi kiếp sau ta nói duyên tình sẽ bệnh lâu, nguyện kia sao ta gặp nhau, rồi thời gian sẽ làm anh quên đi kỷ niệm, anh sẽ lãng quên cô gái phụ ân tình. Bình ơi đường quên đi có đầy hoa thơm rực rỡ, còn riêng em phải trở về căn nhà cô.
mất anh rồi đời em như trống trải, như chốn lao tù giam giữ trái tim em. Hết chưa? Quá hay. Hết rồi đó hả? Hết rồi. Dạ ai nhảy? Ủa ai mới hát hả? Dạ. Rồi nhảy. Anh đang nhảy rồi. Nhảy rồi, ngồi xuống đi rồi nhảy rồi. Dạ. Ai ai mới hát rồi? Thầy Dương. Thầy Dương hả? Ủa sao mà hát lúc mà hát á thì giọng người lớn mà nói chuyện giọng nít ra ngộ trời. Sao vậy? Nói ơi, nói cho khán giả nghe coi. Nghe coi. Con đâu biết. Sao không biết? Thôi giờ hồi đó cái giọng có vậy không? Đá chú à. Mấy trời nhảy rồi. Nói chuyện giọng nít rồi hát giọng người lớn là lý do sao, giải thích cho khán giả nghe. Nghe coi. Lý do sao? Không biết. Không biết là sao? Mà hồi đó có giọng vậy không? Lúc có chồng có giọng có vậy không? Không biết. Mà lúc có chồng có hát không? Có, lúc có chồng thì có hát rồi, nhưng mà ý đó là lúc có chồng có giọng có gì không? Hả? Không biết. Sao giờ cái giọng kỳ á? Dạ. Ai đây? Chị Dương Sư Trang. Ơi, mà mới đi mai miếng nè. Mấy anh bớt. Ngày nào nó cũng đòi đi mai chứ. Mai cái gì miếng? Tụi nó không ai được ngày nào đi làm này không nè, lai show này. Lai show này. Giờ mình làm lai show đi. À. Đã được rồi đó nha. Thôi bữa nay lỡ làm lai show bữa ngày mai cho đi mai cả ngày. Ngày mai cho đi mai cả ngày, ok không? Ok. Rồi làm lai show tiếp một bài ca cổ nữa, bữa nay làm lai show luôn. Bài vừa nãy em hết thuộc rồi. Bây giờ để anh Thảo chọn cho một bài. Quá nhớ ơi quá buồn, chẳng nhớ ai chẳng sầu, buồn vì tình dở dang, sầu vì đời trái ngang, con nước chia đôi dòng là vỡ tan giấc mơ chung lòng. Người ta đã quên câu thề, đàn thiên thu đứng dậy từ đây, hòn xanh đã phai nhạt tình, nhìn bận lần tim cả chờ mong. Quá nhớ ai quá buồn, nhìn bận lần tim cả chờ mong. Biết đó là lý gì không? Suga. Lý của sao? Hả? Lý xâm thương à. Lý xâm thương. Còn nhớ mà. Ừ. Nói chuyện thì giọng nít mà hát thì hát giọng người lớn nghe. Ôi tiếng hát lên cao cho ngàn sao, trời khuya cũng khóc. Lễ cùng chim hay sương mà gieo ngàn giọt tơ dương, nghe xót xa trong tim đêm từng đêm, lệ rơi khóe mắt. Anh đã quên sao anh đành tâm chẳng tiếc với thương, lời rô đào trong đêm làm trận khuya cũng như ngâm sầu. Tình yêu đào cũng mang ngàn đau thương đắng cay một đời. Đây là lý gì sư ca? Hết khúc này rồi. Thương. Hai cái khác nhau mà. Lý tình tan. Bây giờ vô lý tình tan nè. À, vậy là nãy là đọc trước ha. Vô. Hát rồi mẹ ho luôn. Tôi hát bài ngày đau chia tay, nghe tiếng đào ngàn lời kêu than, tránh ai nỡ bắt nàng đi, chẳng mang thanh kim gậy, bước đi mà đau đớn lòng, tan tình tan tình tình tan,
tân, tinh tinh là tinh tinh tân. Chiến tranh gieo rắc cung sầu, lỡ duyên mà đôi lứa, nên đành chia tan. Tân tinh tân tinh tinh tân. Hết rồi, ít vậy. Lý mà. Tới lý gì nữa? Đầu tới lý nào, tới lý nào. Vô thủy hành văn. Ờ, hay đó, nó hay đó. Phù thủy hành văn là hay đó. Anh mấy khúc này là nghỉ. Anh chưa dội phiền lo lắng chi, giờ có em bên mình. Anh nên cố gắng sớm hôm biệt mài sử kinh, ngài lên kinh xứng danh trên băng vàng. Ôi xót thương làm sao thân nữ nhi, nàng vẫn luôn chung tình. Anh đây cố gắng sự kinh niệm ngài dội trao, ngài dinh quê đón em theo chồng. Mất chưa? Tí còn sáu bò cọc. Ồ, lý sáu cọc này hay ha. Cho mấy chục cái bài. Đúng rồi, lý nào là giới thiệu cho bà con biết luôn. Lý sáu bò cọc này. Gỡ bờ sông nhớ hẹn lứa đôi, mang áo phơi cho anh nhìn mà tình em mong người ơi. Sao nước trôi xuôi dòng sông lững lờ. Rớ bờ sông ánh hiên nhấn, mời một đầy đèn cầu cho. Tông cao quá, đang nói. Hơi lúa, hơi lúa. Có tông thấp xuống. Sao tông thấp xuống, tại cái bài người ta vậy là vậy à. Phải lên cao quá. Phải đâu, tại cái đoạn này quá. Tại Suka. Cái mới đầu vô ca cao quá. Bỗng nhớ thương ai mong chờ. Đúng chờ ngày đi bên cùng nhau. Tay nắm tay thương chờ bao năm dài. Tưng ta răng tắc tưng 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 ta răng tắc tưng. Anh về đây ta lại có nhau. Nghe gió rô im trên đồng mà lòng xiên sao chờ mong. Mang ước mơ câu hò trên dòng sông dàm im trôi. Son sân son trong lòng duyên đôi mình mà để người ơi. Mấy khúc cuối cái là Suka ca bất thiên chữ luôn. Là ta lý gì? Nhìn ta lý gì à? Nhìn coi. Hả? Hết. Đó, lý gì đó? Hết. Trời ơi, nói hát đi kêu hát hoài vậy trời. Nói lại. Yếu là cái máy mà máy mớ đầy máy luôn đó lên. Đầy máy luôn.